Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện này. Xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa yêu mến Chúa. Xin dạy chúng con biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa. Dâng lên Chúa, Chúa kinh lòng thương xót. Cầu nguyện cho những người đau ốm bệnh tật, thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những người bị ung thư, tâm thần, trầm cảm, tự kỷ, tai biến, những người mắc những căn bệnh nan y, không thuốc men trần gian nào chữa được, những người đang phòng cấp cứu. Xin Chúa ra tay chữa lành, cho được gặp thầy gặp thuốc, được mau bình phục, để họ trở thành chứng nhân tôn vinh lòng thương xót Chúa. Dâng lên Chúa những người khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, những người bỏ xin tội trước lễ nhiều năm tháng, những người dính vào cờ bạc, rượu chè, xì ke, cá độ bóng đá, mê game, mê sắc dục, bỏ gia đình, chạy theo lạc giáo, bỏ giáo hội, xin cho được cơn hoán cải, thoát khỏi vòng xiềng xích của ma quỷ sư dữ, quay trở về với hội thánh, đặc biệt trong mùa chay thánh này. Dâng lên Chúa những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con, những bà mẹ mang thai mong được mẹ tròn con vuông, những gia đình rạn nứt có nguy cơ đổ vỡ cho họ được hàn gắn lại với nhau, và những người làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, phá sản, thất nghiệp, mùa màng thua lỗ, xin cho họ bán được nhà cửa, đất đai, ruộng vườn để có điều kiện trả nợ và có công an việc làm ổn định. Dâng lên Chúa tất cả những anh chị em đang hiện diện nơi đây, những người đang hiệp thông với chúng con trong giờ cầu nguyện này ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới. Những người xin khấn nguyện, xin ban cho họ và gia đình họ ơn chữa lành, ơn bình an, ơn hoán cải và những ơn như lòng mong ước. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con.
Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau
lời cầu, lời khấn tha thiết sâu lắng nhất của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện, những lời cầu, lời khấn tha thiết nhất của chúng con dâng lên Chúa từ đáy lòng mình. Xin Chúa thương đón nhận qua lời truyền cầu của mẹ Maria, Thánh Giuse, Thánh Faustina, Thánh Gioan Phaolô II, cùng với ước nguyện của những anh chị em xin khấn nguyện ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới. Xin ban cho họ và gia đình họ ơn chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, ơn hoán cải, ơn bình an và những ơn như lòng mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con. Say loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người ở khắp mọi nơi. Amen.